Hello các bạn, mình là Tôi Đi Cốt Dạo. Đợt này á, có rất là nhiều bạn hỏi mình về cái chuyện là học lập trình á, thì tự học trên mạng như thế nào, kiếm tài liệu ở đâu, học ở những trang nào. Vì vậy trong cái kỳ Cốt Cốt Dạo lần này, mình sẽ chia sẻ về những cái trang hồi xưa mình hay dùng để học lập trình. Thì mình sẽ chỉ các bạn những cái trang nào mà nó dễ học kiến thức cơ bản trước, và những cái trang mà nó chuyên môn, chuyên sâu hơn nha, như bạn đã đi làm và muốn tìm hiểu công nghệ. Thì có một cái nói trước là trước giờ mình đọc được tiếng Việt lắm, mình ngồi các khóa học trên mạng mà cũng dùng tài liệu tiếng Anh là chính không à. Vì vậy trong clip này sẽ là toàn bộ các trang web, các khóa học hướng dẫn tài là bằng tiếng Anh 100% nhé. Thì bạn nào mà tiếng Anh chưa giỏi cũng đừng sợ, tại vì học tiếng Anh trong ngành này thì nó rất là quan trọng. Mà để học với cái này được thì bạn cũng không cần phải là pro tiếng Anh nghe 8 chấm 9 chấm gì đâu, hầu như các khóa này đều có và có phụ đề cả. Thì nếu các bạn đã thật sự mà muốn theo ngành này sâu á thì nên học tiếng Anh cho tốt, thì không cần phải là nói giỏi hoặc là viết giỏi đâu. Để mà học được, hiểu được thì tập đọc trước là được và tập nghe là được rồi. Thì đọc là các bạn đã có thể đọc được tài liệu, có thể xem phụ đề các mấy cái clip này rồi. Thì do vậy mình sẽ bắt đầu ngay nha, mình sẽ giới thiệu các khóa cơ bản trước, dễ học trước, sau đó là mấy cái khóa chuyên sâu mình sẽ chỉ sau nha. Ok nè, trang đầu tiên mình giới thiệu là một cái trang rất là nổi tiếng trong cộng đồng tự học lập trình ở nước ngoài. Ở Việt Nam mình không rõ, nhưng ở nước ngoài thì người ta dùng cái trang này rất là nhiều. Thì trang này là freecodecamp.org nha, freecodecamp nè. Các bạn vào trang này thì các bạn có thể bắt đầu ngay luôn. Đây là một cái trang dạy lập trình rất là trực quan. Thay vì các bạn ngồi cái giảng bài thì các bạn sẽ có những bài tập các bạn làm. Các bạn thấy code của mình nó chạy được ngay luôn, và các bạn viết sai thì sửa chỗ nào. Thì đây là trang cho các bạn học web là chính nha. Thì mình vào thì các bạn xem nè, các bạn nhớ start coding là đăng ký hoặc đăng nhập. Mình thì mình có account rồi nên mà login bằng GitHub. Các bạn nào chưa có thì login bằng Facebook hoặc bằng Google nha. Thì khi các bạn login xong thì các bạn có thể xem, tức là chương trình học của nó, là chương trình học của nó có cái gì, chương trình học của nó nè. Thì nó có dạy về HTML cơ bản, CSS này nọ, nói chung về web design nói chung. Sau đó là về JavaScript, về thuật toán cho JavaScript và JavaScript biết như thế nào. Sau đó là có một cái khóa riêng về front end, ví dụ như là Bootstrap, jQuery, React, Redux. Một khóa về API và một cái phần về coding interview. Thì những bạn nào mà học web á thì nên đầu tiên là nên học cái khóa này trước về web nói chung và học về JavaScript. Rồi sau này nếu mà muốn theo hướng front end á thì học thêm cái khóa về front end này, và nếu mà muốn back end thì học thêm về API này, còn nếu mà làm gọi là làm full stack thì học hết. Thì cái trang này có gì hay là mình giới thiệu vậy. Thì mình vào cho các bạn xem này, tại vì bên cạnh cái việc mà học web á thì nó còn có cả project, tức là các bạn code xong rồi nó sẽ đưa các bạn một số cái project nè để các bạn xem á, là mình sẽ áp dụng cái kiến thức mình học vào làm dễ thực tế. Thì đầu tiên nha, mình học rồi nên mình học lại nè. Ví dụ như là đầu tiên nó dạy các bạn về basic HTML, thì các bạn vào bài đầu tiên, bên này là một hướng dẫn, bên này là một test, bên này là code của bạn, bên này là kết quả code nè. Thì đầu tiên nó sẽ giới thiệu về HTML là gì nè, đây là cái code của mình nè, các bạn thấy không, đây là nó sẽ giới thiệu các bạn đây là code nghĩa là gì. Đây là HTML H1 hello, tức là một HTML element. Một cái tag sẽ có mở hay đóng thế này. Cái challenge của bài này á là hãy thay đổi cái H1 thành hello world, tức là sau khi các bạn sửa code trong này hello world nè thì cái HTML thực tế cái trang web là thành là hello world luôn. Các bạn có thể bấm run the test để xem mình code đúng hay sai. Code đúng rồi thì các bạn sẽ qua được cái thử thách này, các bạn sẽ tiếp theo. Thì các bạn thấy không, thay vì các bạn ngồi học rất là nhàm chán thì bây giờ các bạn có thể ngồi làm cái này nè, mỗi ngày các bạn làm khoảng cỡ 10 bài 5 bài gì ấy thì các bạn sẽ biết á là mình tiến bộ ra sao. Chứ còn ngồi học không ấy mà không biết là học rồi không biết làm như thế nào, rồi không biết cái thứ mình học nó có giúp làm được gì cho mình không á thì rất là khó học. Trong khi vào đây nè, các bạn làm cái hướng dẫn các bạn thấy đây, ồ đây là code mình viết nè, bên này nè là cái web nó sẽ chạy nè, nó sẽ cho mình biết là mình viết code có đúng hay chưa, rồi đó mình tiếp tục thôi. Thì ví dụ tiếp nhé, là học về CSS thử đi. CSS thì đây nè, CSS vui hơn. Ví dụ như học học xong HTML rồi nha, học CSS á, đây là cái trang web các bạn đang làm này nha. Giờ các bạn muốn sửa cái dòng các photo app này thành màu xanh thì mình làm sao, thì mình viết CSS như đây, style color blue như hướng dẫn thành màu xanh ngay. Các bạn thấy không, học rất là trực quan, không có việc là ngồi code mà phải code xong rồi là phải biết code mình nó chạy như thế nào nữa. Và sau khi code xong á, các bạn học xong hai cái này thì nó sẽ có cái phần là project này, thì nó sẽ cho các bạn một cái số project mẫu. Đây nè, nó kêu hãy sử dụng code bên IO để tạo một cái trang tự như trang này. Thì trang này á là cũng đơn giản thôi, đó là một cái trang này chỉ có header, có một cái ảnh, sau đó có mấy cái thẻ list, rồi sau đó là có một cái dòng host, và cuối cùng á là thêm một cái link đó. Thì trang này các bạn học HTML thôi, các bạn làm rất là dễ. Rồi cái trang thứ hai là một cái trang như là survey form thì nó sẽ khó hơn một chút. Các bạn sẽ làm một cái form để mà điền thông tin, điền tên. Và các bạn cứ tự tin là các bạn học xong mấy cái khóa trên này thì các bạn sẽ làm được những cái thứ này vô tư trong tầm tay hết á. Có những cái bạn mới học, mình chỉ học mấy cái này, họ học thời gian họ làm được web luôn. Và học xong thì bắt đầu học qua phần JavaScript, front end, back end thôi. Thì trang này rất là hay và các khóa rất là bổ ích nha. Các bạn cứ vào học đi nha. Nếu mà có khó khăn gì đó thì trên đó người ta cũng có rất là nhiều người thảo luận, chia sẻ cho bạn với vấn đề luôn. Thì hãy nhớ là trang này là trang free và hay nhất, gần như đầy đủ nhất để các bạn có thể tự học.
Tiếp theo nha, các bạn nào mà mất căn bản về coding á, mà muốn học lại về code, về vòng lặp này nọ thì các bạn có thể xem khóa này. Khóa này là khóa CS50 của Harvard. Các bạn cứ Google là ra thì nó sẽ ra một cái trang của thằng CS50 này. Thì khóa này là do mấy ông giáo sư bên Harvard dạy nha, nên là chất lượng ok lắm. Thì các bạn bấm vào cái mục là Tech Course on EDX này. Các bạn đăng ký bằng trên EDX là được. Sau đó các bạn bấm vào cái phần đăng ký khóa học á, Enroll Now nè. Thì mấy khóa này thì nói chung là nó nặng tính hàn lâm dành cho những bạn nào mà muốn học kỹ về lý thuyết, và những bạn nào á mất căn bản muốn coi lại. Còn nếu mà học để đi làm, mà học để làm web thì học cái trang Recode.com mình vừa nhắc tới lúc nãy á. Thì khóa này có cái hay á là nó, các bạn có thể bật phụ đề lên. Đây này, có phụ đề này, không biết có tiếng Việt không thôi. Các bạn có thể bật phụ đề lên. Đấy. Đã có phụ đề nha. Với những bạn sinh viên năm 3 chẳng hạn, hoặc là vừa ra trường á, mà đã biết nên học những cái gì rồi á, mà muốn tập trung học kỹ vào một thứ, học chuyên môn một thứ á, thì nên học những cái trang mà có mã khóa học online. Có một trong những trang mềm đó là Udemy. Thì Udemy nó có đủ thứ hết đấy. Các bạn cứ vào Udemy học nhé. Một khóa Udemy thì cũng có rất là nhiều khóa free. Có một số khóa không free nhưng mà canh được sale mua thì cũng có khoảng 10-15 đồng mà. Thì trên Udemy có rất là nhiều khóa học hay. Ví dụ các bạn muốn học về Android chẳng hạn thì cứ gõ Android vào. Đó thì các bạn thấy không, khóa này á là có tới tận 16.000 rating và giá chỉ có 17 đô thôi. Thì các bạn cứ học. Còn nếu mà thấy không có tiền hoặc là chưa có account á, thì cứ filter dựa theo mấy khóa free á. Thì trên này mấy khóa free cũng rất là nhiều. Ví dụ như là mình chọn free đi nè. Thì đó, các bạn thấy có một khóa Android free cũng 4,3 điểm lận 20.000 rating lận mà free, thì cứ vào học thôi, đâu cần lo gì đâu. Hoặc các bạn muốn học JavaScript chẳng hạn thì cứ vào đây gõ JavaScript. Đó, thì cứ nhắm những khóa nào đầu tiên trên top, nhiều review mà học là được. Đó thì ngoài trang Udemy này thì còn có một trang rất là hay tên là Prudoshine. Thì trang Prudoshine này thì nói chung là chất lượng nó cao hơn, tại vì giá nó cao quá mà một tháng là tận 29 đô lận. Bạn có thể đăng ký một cái account Microsoft á, xong rồi là đăng ký cái gói Microsoft Developer Dev Essential ấy, thì các bạn sẽ được miễn phí Prudoshine 3 tháng. Thì trang này có gì hay thì phải, tại vì nó mắc nên là chất lượng nó rất là ok, và nó chọn lọc kỹ lưỡng nên những khóa nào mà chất lượng cao thì nó mới đăng lên. Do đó là giá hơi mắc nhưng mà tiền nào của đấy. Thì trước giờ mình học trên trang này cũng nhiều, mình học JavaScript, học Docker, học Python đủ hết. Hôm trước là mình có học về Docker, rồi trước đó mình học về, sau trước đó nữa thì mình học về React, học về Angular, thì học trên trang này. Từ chuyên sâu tới cơ bản nó đều giải thích rất là rõ ràng, đầy đủ và slide rất là cụ thể và có code sample luôn, các bạn cứ học và làm theo là được. Những bạn nào mà đã có kinh nghiệm, đã đi làm lâu thì mình khuyên nên học như trên trang này. Đấy, thật ra mình nghĩ là ba trang trên là cũng đủ rồi, tại vì giới thiệu nhiều các bạn cũng học không hết đâu. Với lại là quan trọng là chất lượng không phải là số lượng. Các bạn biết nhiều trang nhưng các bạn không học, hoặc là các bạn không đụng tới thì cũng vậy. Các bạn biết ít trang nhưng các bạn chỉ có vào học kỹ thì nó sẽ có chất lượng hơn, nó sẽ dễ có kết quả hơn. Bonus thêm một tí, mà chỉ một trang học code rất là hay ho, thú vị, mà các bạn không nên học ở chỗ đông người hoặc là trước mặt các em nhỏ, các bạn nữ nha. Các bạn nữ nào ra tới đây thì vui lòng skip đi nha, clip không có gì hay ho nữa đâu, vì các bạn nam coi thôi nha. Một trang khác khá hay á mà các bạn có thể lên để học á, đó là codebaby.com. Ê, mình nói thật đấy, không đùa đâu, thì trang này có gì hay ho. Thì vào trang này ấy thì các bạn sẽ được học code với các bạn nữ rất là dễ thương, ba vòng đầy đặn. Không tin nào, để mình bật thử cho xem nhé. Ví dụ như các bạn học về CSS chẳng hạn, các bạn sẽ được một nữ dễ thương ngồi dưới thì cho các bạn biết CSS là gì, CSS được dùng để làm gì. Skip qua nhanh tới đoạn hấp dẫn nào. Bạn nữ trong clip sẽ giới thiệu các bạn vừa uốn éo uốn ẻo, vừa giới thiệu cho các bạn biết là CSS là gì, bắt đầu như thế nào, HTML với CSS nó khác nhau chỗ nào, và kéo tới một tí các bạn thấy là các CSS như ra sao, còn có property rồi ID trong CSS là gì, rất là bổ ích nha. Sau mỗi bài học thì các bạn sẽ được làm một bài quiz nho nhỏ. Ví dụ như bài SQL này, hướng dẫn như là những cái thành phần trong HCS này là gồm những thành phần nào. Rồi sau khi làm xong bài SQL, các bạn submit thì sẽ được xem clip sau. Tất nhiên là mình hơi lười nên mình sẽ không chịu khó làm quiz, mà mình lên channel YouTube của cái nhóm này để mình xem luôn nha. Thì các bạn lên channel YouTube này, có CodeBaby này. Sau đó chọn một playlist, tìm tới cái mục CSS ấy. Đâu rồi, CSS ở dưới kìa. Đó, thì cái này có gì vui. Thì tới những bài sau các bạn thấy cái cảnh cởi, úi giời ơi, cởi cái ấy, skip đoạn cởi nha. Thì các bạn hãy tập trung nè, các bạn đừng có nhìn em gái bên phải. Hãy tập trung nhìn vào gì như là deep này nè, tăng font size, giảm font size, thì cái font size ở dưới này nó sẽ thay đổi nè. Các bạn nhìn một bên trái, đừng nhìn một bên phải nha, bên phải không hay ho để nhìn đâu. Ở những bài sau thì nó sẽ hấp dẫn hơn nữa. Ví dụ skip tới bài sau nha, đó. Thì các bạn sẽ thấy nè, sẽ cởi thêm kìa. Mà thôi, các bạn tập trung học nha. Cái là đang tập trung học CSS chắc không phải là đang coi cái gì bị bạ đâu nha. Ok, thì túm cái váy lại là hôm nay mình giới thiệu cho các bạn biết những cái trang học lập trình mà mình hay dùng, từ những trang lành mạnh tới những trang hơi thiếu lành mạnh một tí nhưng vẫn rất bổ ích. Thì các bạn thấy clip hay thì cứ nhớ like và share, hoặc là bấm nút subscribe dưới góc này nha, hoặc là các bạn đẹp trai của mình trên này nha. Mình sẽ ra clip vào tối thứ 3 và tối thứ 6 hàng tuần, và livestream vào tối chủ nhật. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần này nha. Bye bye mọi người.